Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật xem trong ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý nhé. Như S News đã đưa tin về sự việc giữa lúc khán giả đang vô cùng đau lòng vì sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện một nam streamer đăng clip livestream với những từ ngữ thô tục hướng đến vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài cùng với nam nghệ sĩ Hoài Linh. Và mới đây thì dàn sao của showbiz Việt cùng với công an đã đến gặp trực tiếp nam streamer này để giải quyết sự việc. Vào ngày hôm nay, một số nghệ sĩ người nổi tiếng như Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Thái Vũ Pháp TV và Nguyễn Xin đã đến nơi làm việc của streamer này. Cụ thể, đã có rất đông người dân hiếu kỳ đến để theo dõi tình hình, khiến giao thông ở đây trở nên ùn tắc. Công an phải đến tận nơi giải tán và yêu cầu mọi người về nhà để tránh gây mất trật tự nơi công cộng. Trong khi đó, các nghệ sĩ đã nhanh chóng vào bên trong để gặp gỡ nam streamer và âm thầm về nhà ngay sau đó. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Huỳnh Phương và nghệ sĩ Cát Phượng cũng nhanh chóng cập nhật tình hình và cho biết đã nói chuyện với nam streamer một cách rất hòa nhã, không có yếu tố xô xát trong cuộc gặp mặt này. Ngoài ra, họ cũng mong muốn nam streamer sẽ quay clip xin lỗi cố nghệ sĩ Chí Tài một cách chân thành nhất. Cụ thể, nghệ sĩ Cát Phượng đã chia sẻ như sau: "Đánh thì rất dễ, nhưng đánh em thì cái tình và chữ người nó không còn nằm trong cái gọi là nghệ sĩ của anh chị em chúng tôi. Chúng tôi muốn nói chuyện với em một cách hòa nhã nhất có thể, vì với tôi, một người sai là đủ. Qua sự việc này, mong em thay đổi cách ăn nói với tất cả mọi người và hãy quay một clip xin lỗi anh Chí Tài và chị bé Heo bằng những lời chân thành nhất. Sau này trong cách nói chuyện đừng xúc phạm đến bất kỳ ai dù đó là đứa trẻ con, huống chi đây là anh Chí Tài, một nghệ sĩ của bao thế hệ khán giả yêu mến. Hơn nữa khán giả đang rất thương chị bé Heo, yêu thương gia đình nhỏ của anh Chí Tài, đừng đụng đến nghệ sĩ." Bên cạnh đó thì BB Trần cũng chia sẻ lại bài viết này với dòng trạng thái: "Một bài học đáng giá rồi, các anh chị đã giải quyết quá văn minh và mọi người cũng đã đánh sập các trang của bạn ấy rồi. Bạn ấy phải trả giá với những hành động không hay của mình, nên xem như ngày hôm nay kết thúc tại đây, còn mai mốt thế nào thì chưa biết, còn tùy và thái độ của bạn sau này." Đáng chú ý, cư dân mạng còn truyền tay nhau hình ảnh nam streamer nhận được quyển tập giáo dục công dân và sách đạo đức từ các nghệ sĩ. Trước đó thì vào khuya ngày hôm qua, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cũng đã đăng tải dòng trạng thái dặn dò các nghệ sĩ Việt trước sự việc trên. Nam danh hài viết trên Facebook cá nhân rằng: "Làm gì thì làm, sao cũng được, nhưng đừng để những người tốt đang thương yêu và trân trọng nghề hát này nghĩ mình toàn là những người hung dữ." Ngay lập tức thì nghệ sĩ Hoài Linh liền để lại bình luận đồng tình vì không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho S News nhé.